nay thì là một ngày rất là đặc biệt. Để coi, để cô hỏi đố thử Bảo Lâm biết hôm nay là ngày gì không nha. Đố Bảo Lâm hôm nay là ngày gì? Đây là ngày ngày gì, ngày gì? Ngày quốc tế thiếu nhi. Sai tên. Bảo Lâm còn có hai cơ hội nữa, Bảo Lâm phải trả lời đúng nha. Hôm nay là ngày gì ta? Quốc tế phụ nữ. Sai. Còn một cơ hội cuối cùng cho Bảo Lâm nha. Đây là ngày em sinh Noel. Yeah, đúng rồi, đúng rồi. Và hôm nay thì câu hỏi mà Bảo Lâm sẽ có một cuộc chiến không khoan nhượng nha, cuộc chiến một cuộc chiến gì ta? Mình sẽ thi vẽ ông già Noel nha. Phần thưởng sẽ là gì? Phần thưởng của mình đó chính là ta da, là một lốc sữa. Wow, con bạch tới ba lốc sữa lần. Ok, ba lốc sữa nha. Rồi vậy thì mình sẽ quy định nha, cô Hồi sẽ vẽ trong vòng 1 phút 30 giây, còn Bảo Lâm sẽ vẽ bao nhiêu lâu đây? Còn mình thì sẽ vẽ 3 phút. Ok, 3 phút luôn, gấp đôi của Hồi luôn nha. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu nha. Bây giờ sẽ cho Bảo Lâm vẽ trước, cô Hoài sẽ đếm giờ, tính giờ nha. Mình sẽ canh đồng hồ bấm đồng hồ bấm giờ để cô Hoài mở lên đã. Rồi, đây là đồng hồ bấm giờ. Từ từ, chưa, cô Hoài chưa bấm giờ được ăn gian nha. Không được ăn gian. 1, 2, 3, bắt đầu. Sắp hết thời gian rồi nha các bạn. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19, 8. Cô Hoài rất đang bối rối lắm đây các bạn. Rồi 5, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian. Bức tranh của ông già Noel của cô Hoài và Bảo Lâm sau khi vẽ xong. Cái này là của Bảo Lâm nha, cái này cũng có Hoài nha. Ông già đó sao ta, ông già của Bảo Lâm sao ta, ông già của Hoài sẽ nhận xét trước nha. Ông già của Bảo Lâm là chưa tô màu dây nịch chân và cánh tay, cả cái túi quà nữa. Còn bức tranh của cô Hoài sao, nói đi. Bức tranh của cô Hoài thì râu hơi mập mập nè, lại còn quên gì nè. Cô Hoài quên vẽ cái này. Cô Hoài quên vẽ cái nút hoặc là dây nịch nè. Rồi còn cái chân thì cô Hoài chưa tô đủ nè. Đó. Cô Hoài cũng không có túi quà nữa. Trời ơi. Bây giờ sẽ đem đi chấm điểm. Bây giờ mình sẽ đưa cho mọi người chấm điểm để ai để mọi người thử thích bức tranh của ai hơn nha. Rồi sẽ biết được ai sẽ chiến thắng và giành được ba lốc sữa này. Các bạn, bây giờ mình đang đi nha. Mình Yeah. Nào, đây. Đây. Rồi. Đây. Mình được 1 điểm rồi. À 2 điểm rồi nha. Rồi ta chọn nào. Này. Ờ.
Trời ơi. Mình được 3 điểm rồi nha. Con nhỏ. Trời ơi. Mình được 4 điểm rồi nha. Vui quá. Vui quá. Ai là người chiến thắng? Mình là người chiến thắng. Phần thưởng sẽ thuộc về ta-da, đúng rồi. Buồn quá. Và video đến đây là kết thúc rồi nha.